chào tất cả anh em nha. Nay động cơ Vinh Quang mình giao chiếc Isuzu TK25 mà ha. TK25 được giao cho chú Khuê về Ngọc Hồi đó ha. Đang test lại dàn sới cho chú ha trước khi lên đường. Chú Khuê thì ở Bờ Y anh em ha. Chắc anh em Ngọc Hồi thì rất là biết rồi ha. Về thì trước Tết có mua của mình bên mình chiếc TA505. Trước đây thì hầu như những dòng xe chú chạy thì cũng đều bên mình cả ha. Như chiếc 287, 317 rồi Isuzu 2500 ha. Giờ đang chú mới mua một chiếc 505 và giờ mua thêm chiếc 2500 nữa ha để phục vụ làm ruộng ở khu Bờ Y đó. Sới thì dàn sới dài 1,4 rồi anh em ha. Sới của máy xù ha. Này thì có thiết kế thiên nhiên luôn ha. Dòng TK25 này thì nó 3 máy ha. Dòng này thì nó xài cơ hầu như toàn bộ này. Rồi ok, chào tất cả anh em nha. Anh em nào có nhu cầu về những chiếc xe lớn và nhỏ thì xin vui lòng liên hệ với bên mình ha. Isuzu TK25 về với chú Khuê ở Bờ Y Ngọc Hồi. Rất là cảm ơn anh em thời gian qua đã theo dõi, quan tâm đến kênh của bên mình ha. Cũng rất mong anh em cho một like đăng ký để video chạy nhanh hơn ha, tiện cho chúng ta theo dõi. Ok, chào và cảm ơn anh em nha.